Đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều anh chị và trên các cái diễn đàn về xe đấy, đặt cái câu hỏi là không biết là về xe VinFast ấy, đặc biệt là chiếc VinFast Fadin này, thì cái tính năng sấy gương ấy, khi trời mưa nó như thế nào. Hello, vâng, xin chào 500 anh em và xin chào các bác và toàn thể quý vị đang xem kênh YouTube của Nguyễn Văn Thuận. Thì hôm nay là một cái ngày vào tháng 9 nữa, tháng 10 rồi, thì cũng là có thời gian mà gần như Hà Nội đang mở lại dần cái giãn cách. Đấy, thì được có ra ngoài. Thì đúng hôm nay là cái ngày mà trời như các bác đang thấy đây, trời đang mưa rất là to. Đấy, đúng không ạ, mưa rất là to. Và mình làm cái video này để có thể là test luôn cái tính năng sấy gương của cái xe VinFast Fadin này, nó sẽ hiệu quả là như thế nào. Đây, như các bác thấy là ngoài trời đang mưa rất là to, rất là nhiều xe di chuyển. Đấy, thế thì các bác thấy không? Đấy, các bác nhìn thấy cái phần gương này gần như đang bị ướt hết đây. Đấy, nhìn rất là mờ. Đấy, gương bên trái luôn cho các bác xem này. Đấy, đúng không ạ? Nhìn rất là mờ này, và đặc biệt là đi buổi tối thì rất là khó chịu, đúng không ạ? Ok, thế bây giờ cái tính năng sấy gương ở cái tính năng này. À, chỗ này là điều quạt này, điều hòa này. Đấy, sấy gương này các bạn phải bấm. À, bây giờ mình sẽ bấm cái nút này, được chưa? Bấm cái nút này, khi mà di chuyển thì nó sẽ, đây, nó sáng lên như này, thì nó bắt đầu tính năng sấy gương được kích hoạt. Đấy, các bác thấy không? Đấy, hiện tại trời đang mưa, đang to rất là nhiều. Đấy, càng lúc càng mưa to hơn. Bây giờ mình cùng đi này, các bác thấy đang khô dần đúng không ạ? Đấy, cái gương. À, để tắt cái nhấp nháy đi ạ. Đây các bác thấy là khi mình bật bắt đầu cái gương bắt đầu nó đang gì, mặc dù trời đang vẫn đang mưa rất là to nhá. Đấy, các bác quan sát thế là chỉ trong khoảng tầm một vài phút thôi, được chưa? Rất là nhanh, tức là mình di chuyển một quãng đường nó rất là nhanh thôi, thì lập tức cái gì ạ, cái gương của tao đang được sấy và đang rõ dần. Đương nhiên là khi mà trời vẫn còn đang đổ mưa thì nó sẽ không được 100% là nó khô, được chưa? Đấy, cái điều đấy là điều các bạn hoàn toàn nó có thể là thấy hiển nhiên rồi. Nhưng mà các bác có thể thấy nó đang gì, gần như nước mà nó tràn vào cái gương thì các bác thấy là bắt đầu nó đang bị trôi rất là nhanh. Tức là cái gương nó đang được sấy và làm nóng ở trên cái bề mặt gương ấy. Đấy, các bác thấy không? Và gần như nó đang gì, nó đang rõ dần, được chưa? Khi mà trời còn đang mưa rất là to như thế này thì không thể nào nó rõ nét như là lúc trời nắng được. Đấy, thế nhưng mà gì, chúng ta vẫn đủ để chúng ta có thể quan sát được thấy là các cái phương tiện ở phía sau. Đấy, được chưa? Ở đây là trời đang mưa rất là to, còn nếu mà trời mà mưa phùn ấy, đúng không ạ, thì nó làm gần như khô gioăng luôn các bác ạ. Ví dụ trời mà mưa lầm dầm ấy. Đấy thì tức cái mật độ mưa nó không phải là mưa rào. Thế thì cái gương này gần như sấy khô luôn, gần như là mình rất là thích. Đây các bác chứng kiến tận mắt luôn, đúng không? Thực tế luôn. Đây là cái cải tiến của xe VinFast Fadin. So với các cái cùng các ông cùng phân khúc thì mình thấy rất là tuyệt vời. Đấy các bác thấy tận mắt thì gương gần như là gì, cái phần giữa ấy, nó sấy gần như rất là sáng luôn. Đấy, rất là rõ nét này, nhìn các phương tiện điều chuyển. Đặc biệt là buổi tối nó rất là quan trọng, bởi vì buổi tối là đi một số cung đường đúng không ạ, hoặc là các bác về đường nông thôn thì không phải lúc nào đèn đường nó cũng sáng hết đúng không? Nên là nhiều khi là nó mà tối nữa cộng với cái trời mưa nữa thì đi rất là khó chịu. Đấy, tuy nhiên có cái tính năng này thì các bác sẽ cảm thấy là cái việc quan sát chúng ta khi di chuyển hay là cua nghẽ rẽ ngã ba các thứ ấy là rất là tuyệt vời. Đấy, các bác thấy gần như là sấy khô gioăng luôn này. Đấy, mưa hiện tại bây giờ đang trời đang mưa, cái mật độ là giảm dần. Đấy, lớt phớt. Ở đây mình đang quay ở cái cung đường ở trên cái đoạn ở Nguyễn Xiển đâm xuống Sa La. Đây là cái cung đường mới, đấy ạ, cung đường mới mở đấy. Các bác thấy không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đó. Đấy, thế thì bác nào có lăn tăn về vấn đề này thì đã có cái câu trả lời rất thích đáng rồi đúng không ạ? Đấy, cho riêng mình rồi. Đấy, rất tuyệt vời. Đấy, sắp tới mình sẽ đi lắp thêm cái màn nó vào, thì từ lúc mua rồi mình được mua được gần 1 năm rồi, tức là mua từ tháng 9 năm ngoái, được 1 năm rồi, tròn 1 năm rồi. Nhưng mà mình chưa lắp cái màn này. Sắp tới thì sẽ đi lắp cái màn này. Ok ạ.
Đấy thì video này chắc là đủ thuyết phục để cho các bác rồi đúng không ạ? Ok, cũng đủ dài rồi. Đấy, tuyệt vời không ạ? Mưa to nhưng không làm hề hấn gì với ông Fadi này. Ok, mình vừa làm video rất là ngắn như thế thôi, trải nghiệm thực tế trời mưa cho các bác, để các bác nào đặt câu hỏi là cái xe Fadi này nó đáng tiền hay không, mà đáng xuống tiền đúng không ạ? Cái video trước mình đã làm về 8 cái ưu nhược điểm về xe Fadi rồi, các bác phải xem lại nhá. Đấy, thì đây là một cái tính năng về trải nghiệm thực tế rất là hay, mà mình chia sẻ thêm làm video để minh họa cho các bác. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, chúc các bác sức khỏe và mọi sự đều vạn sự như ý nhá. Và hãy đăng ký kênh của Nguyễn Quang Thuận để theo dõi nhiều những video mới cập nhật hơn nữa về các chủ đề về trải nghiệm cuộc sống. Vâng, xin chào các bác.